Thì là giờ này, hôm nay ở đây mẹ đã mua được sofa rất hay và đẹp phải không ta? Vậy thì giờ đây ta nên hát ca, hát la 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 la, được không ta? Ước mỗi khi đi làm về mình sẽ có ghế ngồi, ước mỗi khi không ngồi hay là ta đứng quá lâu, mẹ có sofa ở đây để chân ngã cái linh và sương. Mình nằm nghiêng năm ngã, năm ngứa hay nằm xuôi ta? Mà dù xuôi hay ngã, cũng sướng hay là sướng. Vậy thì tại sao không nằm ngoài mong muốn đứng bên đầu? Giờ Trang sẽ ôm hoài sofa, sẽ không chịu buông ra, sẽ không thèm du lịch, không thèm bước ra khỏi nhà, rủ rê bạn bè qua để chơi cùng sofa, lấy sofa chứ không thèm đi lấy chồng làm gì. Vui quá, vui quá, giống như khi là Trang mê dút, mê dút dút về ngon, mê đét, mê đét, giống như khi là Trang mê dút, mê dút lắp sofa. Ước mỗi khi đi làm Trang mình sẽ có ghế ngồi, không ngồi hay phải đứng quá lâu, sẽ có sofa ở đây để mát sướng sướng ngôi nhà sướng. Nằm ngửa, nằm ngửa hay nằm nghiêng đây, mà dù nghiêng hay ngửa cũng sướng ơi là sướng. Không nằm ngoài không muốn đứng lên đâu, vì Trang mê sofa. Bây giờ Trang sẽ ôm ngoài sofa, sẽ không chịu buông ra, sẽ không thèm du lịch, không thèm bước ra khỏi nhà, sẽ rủ bạn bè qua để chơi cùng sofa, không thèm lấy chồng, ở nhà ghê sofa hoài. Mê quá, mê.